Vào lúc 14 giờ 20 phút chiều qua, trụ điện trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đoạn trước ngân hàng Agribank Trảng Bom đã xảy ra vụ chập điện gây cháy. Một số người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên nghe tiếng nổ tách và sau đó bốc khói nghi ngút. Khi chạy ra ngoài thì thấy các dây điện sáng và dây điện thoại cháy dữ dội. Ngay sau đó, quần chúng nhân dân đã báo cho công an huyện Trảng Bom. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều một xe chữa cháy dập lửa, phối hợp với điện lực Trảng Bom ngắt điện tại khu vực cháy. Nguyên nhân của vụ cháy được xác định ban đầu là do chập điện. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.